Đó đó đó, đó. Đấy, nhìn nó kỳ quá không? Nó bự ghê luôn á. Ok, hello, chào mọi người ha. Thì hiện tại mình đang ở trong cái nhà kho. Bây giờ sẽ quay cái nhà kho nha. Nhưng mà trước tiên mình muốn giới thiệu đây là chiếc xe MX của mình. Và đây, chủ đề chính ngày hôm nay đó chính là Phú ha. Và Phú đã mua cái gì đâu? Đâu? Cái đầu gì đâu? Ui, cái đầu R1 nè. Đó, nguyên cái miếng đầu của R1 luôn. Đây, và đây là một số đồ chơi để update lên cái con DUCAEX này ha. Rồi đây gồm những gì? Đây là một cái lý do mà mình dành thời gian để mình chạy xuống đây. Mặc dù công việc rất là gấp nhưng mà mình phải chạy xuống đây để mình review cái này cho các bạn xem. Đó, đây là cái gì Phú? Nhà miền Trung. Gấp chân ha. Ôi, to thế. Đó, dân chơi. Đó, gấp đơn nha. Đây là một cái dự án mà Phú sẽ lên cho cái con DUCAEX này để xứng tên với cái con DUCAEX là của chiếc Du. Cái dàn áo đầu tiên là của chiếc Ducati thì cái này cũng của chiếc Ducati luôn. 10 mấy? 1098. 1098 hả? Ôi cái này là nó tháo xe đúng không? Tháo xe. Nhìn thấy nó dơ dơ. Này nó không có keng lắm tại nó bị chạy miếng này là nó không có keng. Anh nghĩ chắc là đồ ở trong nghĩa địa xe đồ phải không? Đầu gỡ nè, nguyên một cái gấp đơn của chiếc Ducati ha. Đâu cái nào nữa đâu? Đó, nguyên cái bánh đó, đó, đó. Cái này mới là dữ nè. Đó. Ê cái này hôm bữa mới review chiếc đệm anh đó. Cái mầm nó y chang chiếc đệm anh y chang với cái này luôn á. Không dánh nè. Ôi. Ôi, một tay luôn nè. Đây. Bằng đầu hơi bầm nha. Đang gấp mà bạn ngang qua để review. Ơi. Một tay luôn. Dễ que luôn. Cỡ này mà gặp như cái bánh của xe mình. Cỡ như cái bánh mà của mấy chiếc 1000 khác cầm lên là que giò liền. Sụi tay liền. Còn gì nữa? Má đồ chơi không luôn trời. Đây thì cái bánh này một gấp này, gấp đơn là các bạn sẽ thấy là một bên mâm của nó sẽ nằm ở một bên như thế này. Còn bên đây thì nó khá là trống. Còn này là cái gì? ZX10 hả? Đời 27, tia đen hàng hiếm. Tia đen nè, có đèn không? Cái này chắc là dưới camera các bạn sẽ thấy nó bị bóng ha. Thôi để mốt gắn lên xe rồi coi. Má dân chơi. Có chỉnh được luôn nha, rebound được luôn nha. Hai cái này nè. Hai cái rebound được luôn. Ơi cái này em so với cái phục đó rồi. Nhìn là biết là phục dân chơi rồi, còn cái phục của em đang gắn thì nó hơi phách xíu. Nó quá trời phách luôn. Ồ kích thước cũng bằng ha. Ở trên đây bằng, không trên đây nó bự hơn tí. Bự hơn xíu rồi đúng rồi. Còn dưới đây là quá bự. To quá. À, dứt cái này lên là xe chạy hết nổi luôn. Nặng lắm nha. Hành trình nhúng nó nhẹ heo à. Đó nè để vô cái giày là hết nói phách liền, giày là thì phách nè. Giày thì nhìn vô là đó, người ta thấy là nó phách chắc tại vì mấy đồ phách nó hay làm đẹp lắm. Nó hay làm đẹp bắt mắt lắm, còn này nè, nhìn là tháo xe hay nó chày chụa rồi bùm la. Nhưng mà nhìn là biết. Nó hơi trầy xíu ha. Nhưng mà nhìn là biết đồ dữ rồi, còn gì nữa không? Cổ bô mới đâu, cổ bô sao? Làm lại cho nó gọn ha. Bữa nó xấu quá. Đâu bữa em nói em cắt mâm gì? Mâm đem ra tiện rồi. Để cho nó ngay lại. Này dàn áo của R1 quá hả? Đây còn đây là dự án mới hả, nhưng mà cái này anh thấy em nên để chỗ cũ á. Để vô cũ nhìn này nó chuối nhìn kỳ quá. Cái phục này là cái phục của mấy dòng Hyper rồi phải không? Mấy dòng cặp cao. Con này phục ZX10. Giờ khoan, có gì đó rồi hả Phú? Có gì đó rồi hả? Còn như đây thì sẽ lên gần full vàng rồi nè. Nhưng mà còn giờ ý anh là còn mua nhập gì về nữa không? Còn số gãy. Đâu? Số gãy đâu? Mà chưa có nhập về không? Chưa nhập về phải không? Mình đang bận này nó chụp hình nó khoe mấy cái này mình chạy xuống để mình coi liền ha. Thì khoan từ từ, có một cái vấn đề khá là khó chịu đây tức là cái giá tiền ha. Không có gì khó chịu bằng cái giá tiền thì đâu. Cái này em mua hết nhiêu? Cái này với một cặp mâm với cặp dĩa luôn. Là hết 30. 30. Cặp dĩa đâu? Cặp dĩa đưa đi ra tiệm điện chung với cái mâm luôn cho người ta canh cho chuẩn á. Cặp mâm luôn chứ không phải một cái bánh này phải không? Cặp mâm với Cái này là 30. Là 30 cũ. Đồ tháo ha, chứ đồ mà zin chắc là hơi mệt à. Đồ zin thì chắc là 4 mấy. Còn cặp đó nhiêu? Cặp đó 10. 10 triệu hả? Mẹ gần bằng chiếc mệt ít mẹ rồi. Vỏ là hết 5,5 triệu. Vỏ này ngon lành luôn. Full bộ dàn áo R1 là 5 triệu. Ủa em định thay dàn áo Ducati hình R1 hả? Không đâu đó, định mua chiếc khác là mua chiếc khác, còn cái này lắp vô chiếc này, hai chiếc mới chiếc này. Còn chiếc kia là mua full vàng R6. Chiếc kia mua full vàng R6. Rồi bây giờ mà sẽ tổng tiền sơ sơ thì này là 30, ở đó 10, cặp lớp nữa là 5, là hết nhiêu, là hết 45. Rồi vàng áo 5 triệu là 5 chục, là bằng chiếc mã đít luôn. Nó chỉ update cái vàng chân thôi, là bằng cái chiếc mã đít mình mới mua luôn. Đó, thấy dân chơi không? Thì ở lần trước cái video mà đầu tiên xuất hiện con này, các bạn nói là đồ phay đồ rồi mắc tiền rồi là không đáng vậy á, là bữa nay nó chơi tới luôn. Nó chơi luôn tới cái này là mình thấy nó đủ hiểu rồi ha. Này thì chắc là không phay đâu ha, nhẹ vậy nè. Đó, một tay vừa cầm vừa quay luôn. Còn này nhìn là biết rồi nè. Cái này thì nhìn thì thấy nó nhôm thiệt. Nó nhôm, nó không được xịn lắm. Còn này thì mình nghĩ là không nhôm đâu ha. Má nặng như quỷ vậy. Đừng con ốc của Ý luôn. Cái này xài rồi nè, xài rồi nó dơ là biết liền. Ê, nó quay nè ha. Ngon lành, nguyên một cái gấp luôn. Nhưng mà để lên xe nó chạy nổi không ta, nặng quá. Ê em kê cái gì vô? Cái đĩa này có quanh không? Ngon lành phải không? Dĩa Rambo á. Giờ để sao đây để nó ngã trầy hết. Tự nhiên thì cái dàn áo đâu? Dàn áo R1 nó như thế nào ta? Nó đổ composite hay là nó ABS? Nhựa ABS hả? Đúng rồi, nhựa này. Em có cắt rồi nha. Nhựa này thì ok. Này là cố định rồi mà để nó chồng lên nó bị gãy á. Bung ra. Này là ráp vô dàn áo đúng không? Ok. Dàn đầu hả? Này nè. Đúng rồi, nguyên cái mắt cú nữa nè. Ngon lành. Ôi, ốp bình xăng. Đúng rồi, cái này là ốp phía trước vậy đúng không? Ốp phía trước vậy nè. Ôi, ngon lành. Đó, đây là cái đuôi của BMW. Đôi BMW làm xong rồi cái không ưng ý, thấy không? Có đèn đàng hoàng nha. Đó, làm đuôi BMW rồi không ưng ý, lên đuôi R1. Đuôi R1 thì thấy đang dang dở, xong chưa? Cái yên solo vậy rồi mà chưa lấy. Là ưng ý với cái đuôi này chưa hay thay nữa? Đúng rồi. Ưng ý với đuôi này phải không? Đừng thay nữa nha. Đó, đúng rồi. Ê, đề máy nghe thử đi Phú. Trước khi đề máy nói trước là gỡ ra gỡ vô hàng cái bô nó bị tét cái ron, cho nên là giờ có thể nghe tiếng nó tạch tí. Gán nghe thôi chứ sao vậy. Thấy là không có đèn ron là nó nghe lớn lắm á. Đây. Ôi cái này ban đêm đẹp quá ha. Nó nghe em chỉnh sao mà nó đẹp lửa đây nào, mốt quay phim cho đẹp Phú. Dư xăng tí. Dư xăng tí cho đẹp lửa chơi. Đó, còn đây là cái chỗ mà làm ha, mà sao nó bừa bộn quá vậy. đúng chứ. Làm xong. Này xịn xong là mới dọn một lần. Chứ còn mà... Đúng chắc dân chơi ha, quá trời đồ. Bây giờ đang làm dang dở, vừa mới làm xong dọn là rồi cái mai bài ra cũng dọn. Mà có cái này là dữ á. Nay lên cái này là hết ai nói là đầu dởm rồi. Còn đây từ. Đây có chiếc AB của nó nữa nè. Của nhân viên phải không? Không, nhưng mà bây giờ cái quan trọng mà mình để cho các bạn biết là thằng quỷ này nó có nói xạo hay là nó mua đồ phay như thế nào ha, mình chỉ đưa ra cái lý do, không mình chỉ đưa ra cái dấu hiệu để nhận biết là này nó mua đồ xịn hay là nó mua đồ giả nha. Đây ra đây. Đây là chiếc xe của mình ha. Còn bên đây nè, nhìn bên kia, thấy chữ Trường Phú không? Đó. Rồi vậy thôi. Vậy là biết nó mua đồ giả là nó mua đồ thiệt rồi. Không cần nói nhiều. Cái này là làm cướp để dành nè, 1 năm trời á. 1 năm trời hả? Để dành được. Mẹ 1 năm trời vậy là dữ rồi. Mà mới có 17 tuổi à. Rồi chừng nào làm xong mấy cái này đừng biết trước mới quay nữa rồi. 2 tuần không? sao đừng tới gì. Đừng tới ha, vậy lấy đừng tới đi. Dạo này dịch bệnh quá làm biến đi vòng vòng lắm. Ok thì clip mình đột sức ngắn ngắn vậy cho mọi người biết được là sắp tới thành phố nó sẽ lên cái gì ha. Update mấy cái này là lên là quá dữ luôn. Lên con xe này, ê em ướm em cầm ngang á. Cầm ngang ướm vô cái bên này quay hình xem nè. Đó đó đó. Đó. Ê nhìn nó kỳ quá luôn. Bự ghê luôn á. Vậy ha thì hy vọng mọi người sẽ tiếp tục theo dõi Phú trong cái hành trình lắp ráp cái này vô ha. Còn cái nữa. Cái gì nữa? Tại sao mà có đồ hết rồi mà chưa lắp lên xe là tại vì cái cốt này nè nó bự hơn so với cái lòng âm. Là cái lỗ đó nó nhỏ quá. Còn cái dòng này nó bự nè. Ủa sao cái này nó lại bự hơn này? Nó không đi chung bộ hả? Ở bên kia là gửi lộn về. Gửi lộn hả? Đồ đang ở cửa khẩu về tới Việt Nam rồi mà đồ đang ở cửa khẩu, đồ đang bị cách ly đúng không? Là đồ đang bị cách ly hết 14 ngày cho nên nó không có lắp lên liền. Sao kỳ ta, sao lại đi gửi lộn mất thời gian quá vậy? Thì ok nho nhỏ như vậy thôi thì hy vọng mọi người sẽ tiếp tục theo dõi cái chương mục DUCAEX. Kỳ này lên full Ducati luôn đó. Tuy nhiên thì không có chơi lên bình xăng nha, cho nên khỏi ông nào comment lên bình xăng để vậy nhìn nó mới chất. Đúng rồi, để vậy nhìn nó mới chất. Máy thì vẫn là máy 50 thôi, đừng có update lên máy mới vậy cho nó xịn. Ok bây giờ thì thôi mình bận quá rồi, thôi mình đi nha, hẹn gặp mọi người video tiếp theo, bye bye.